Hello mọi người, em là Trường Hình. Thì chào mừng anh chị em mình quay trở lại với kênh Chuyên mua của Việt Nam ha. Ok, thì hôm nay là một ngày mà mình thấy là thị trường mình rất là rực rỡ ha. Một cái phiên mà khởi đầu một tuần mới. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 và là thứ hai anh chị. Rất là nhiều cái cổ phiếu mà đầu phiên sáng và khi mà ATO đâu đó là 15-20 phút. Thì em Trường thấy là chứng khoán, nhóm chứng khoán nè, rồi nhóm bất động sản. Rất là nhiều cái cổ phiếu mà mình thấy có cái mức độ tăng rất là khá đẹp, 2-3%. Và thấy là ở nhóm ngân hàng và cái sức xanh rất là đều, mở gấp đâu đó là 90 điểm gì đó anh chị. Đúng rồi, buổi sáng em Trường cũng có theo dõi, cũng thị trường cũng tương đối là kỹ và mình thấy là một cái sự là đồng thuận rất là cao và rất là nhiều cái cổ phiếu là và nhiều cái cổ phiếu và nhóm ngành đều xanh ngay đầu phiên và mình thấy là nó giữ được cái sự tích cực trong phiên sáng anh chị. Và mình thấy là thị trường mình trong cái phiên ngày hôm nay khi mà đóng cửa nó có một cái sự là phân hóa ha, nhiều cái cổ phiếu mà nó tích lũy đủ thì nó bắt đầu nó chạy, có một cái sự cân bằng ở thị trường giai đoạn này, đó là tích lũy đủ ha anh chị em. Để sẽ thấy là những cổ phiếu tích lũy đủ thì nó sẽ chạy, còn những cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi nó tăng quá mạnh thì gần như là nó có một cái sự nào đó nó xoay quay nhẹ nhẹ và có một cái số cổ phiếu là nó có một cái rủi ro nó điều chỉnh ha, tạo ra một cái sự cân bằng của phiên ngày hôm nay. Ok, thì em Trường sẽ đi vào cái bảng điện ngày hôm nay ha, sau đó là bên đồ thị để mình nhìn nhận chính xác và rõ hơn về cái bối cảnh của phiên ngày hôm nay nha anh chị. Ok, trước khi mà bước vào bài tin thì anh chị em hãy ủng hộ một like ha, cũng như một nút đăng ký kênh để video thêm cái sự tương tác và mọi người biết đến kênh Ichimoku Việt Nam cũng như em Trường hơn ha mọi người. Rồi, thì mình thấy là như em Trường có nói ha, sáng hôm nay là VN30 đầu phiên là cái cổ phiếu STB nè anh chị, là tăng rất là tích cực khi mà cái câu chuyện về tin tức nó ủng hộ và giá của STB là nó ngay từ đầu phiên đó, là nó gần như là nó xanh. Và thật ra thì cổ phiếu STB này em cũng Trường cũng đánh giá rất là nhiều với anh chị em khách hàng ở trong những cái phiên gần đây. Em Trường đánh giá STB này gần như là nó tạo một cái đáy ở trung hạn rồi, và chắc là trong những cái bản tin mà gần đây em Trường cũng có nói về cổ phiếu STB này ha, đang có một cái sự tích lũy như trong cái tiêu đề ngày hôm nay em Trường có nói là cổ phiếu tích lũy đủ thì nó sẽ chạy, đúng không chị? Mà hôm nay là một cái phiên mà mình thấy là cổ phiếu STB gần như là nó phản ứng với tin rất là đẹp ngay từ đâu đó, là mình xem biểu đồ 30 phút anh chị thì mình thấy là cổ phiếu bắt đầu nó có sự tích cực và cái dòng tiền nó tham gia vào rất là mạnh và cuối phiên là nó chằng tím luôn, nó tạo ra một tâm lý rất là tốt. Trong ngày hôm nay mình thấy là rất nhiều cái cổ phiếu ngân hàng và đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó tích lũy đủ và nó có cái dòng tiền nó đỡ giai đoạn rồi, như STB anh chị hay là CTG ha, như một hai bên tin trước em Trường cũng nói là cái vùng này là có thể mua lại rồi, đúng không chị? Và hôm nay là có trạng thái khách sạn và nó tăng lại, những cái cổ phiếu mà chị em để giai đoạn rồi ấy, nó chỉnh và nó về lại được những cái vùng hỗ trợ thì nó có sự tăng trở lại. Còn những cổ phiếu mà tăng mạnh giai đoạn rồi ấy, thì bắt đầu mình thấy có một cái sự lưỡng lự rất là to lớn giai đoạn này. Ok, thì mình nhìn vào bảng giá ha, thì ngày hôm nay là một cái phiên mà thấy thanh khoản thị trường mình cũng tăng khá là cao, đó là 26.097 tỷ, 367 mã xanh, 15 mã tím, 44 mã tham chiếu và 96 mã đỏ ha. Thì hôm nay mình thấy là cổ phiếu FOL tiếp tục có một cái sự kéo khá mạnh và một cái số cổ phiếu khác nó cũng hưởng ứng theo STB ở nhóm ngân hàng. Thì giai đoạn vừa rồi em Trường cũng khá là lo lắng là cái nhóm ngân hàng nó sẽ đè chỉ số của mình, nhưng mà trong ngày hôm nay nó lại cái điều nó có một cái sự là nó ngược lại diễn ra, là cổ phiếu ngân hàng nó lại kéo thị trường nó xanh ha. Thì giai đoạn này mình thấy là vĩ mô, bức tranh vĩ mô nó có rất cái nhiều tin tức là tốt á. Em Trường cũng đánh giá rất nhiều anh chị em mình ở trong những bản tin là vĩ mô giai đoạn này rất là nhiều cái tin tức tốt ha. Tuy nhiên là giai đoạn này mình thấy là cái sự phân hóa nó cũng còn mạnh và cái dòng tiền nó cũng đang rất là mình thấy là cũng đang lưỡng lự. Nhưng mà trong phiên hôm nay thì là kéo á. Và mình thấy là đóng nến cũng bên index của mình là 1280 thì nó đâu đó gần cái cản của chạc luôn là quanh 1280, thì liệu rằng là một hai phiên tới là thị trường mình có break cản hay không, thì đó là cái câu hỏi mà khá nhiều anh chị em mình đang quan tâm. Thì theo đánh giá của em Trường á, là giai đoạn này mình không có quan trọng cái chỉ số đó chị, mà quan trọng mình lựa chọn cổ phiếu và lựa chọn nhóm ngành, đó là những cổ phiếu mà tích lũy đủ, hay mình nói chính xác hơn là những cổ phiếu nó đang có cái hỗ trợ mạnh ở cái nền dưới và nó đi lên. Thì mình thấy dòng tiền thông minh của thị trường mình phiên hôm nay này, và một hai phiên gần đây nó cũng đang có cho cái điều đó diễn ra,
Và đặc biệt là mình thấy là rất là rõ ràng đối với những cái nhóm là nhóm bất động sản, đúng không chị? Nhóm bất động sản sẽ khi mà ở đâu đó là mấy phiên trước, đúng không chị, là khi thị trường mình bắt đầu nó có cái rủi ro điều chỉnh, thì em Trường đã nói về câu chuyện là nhóm bất động sản thị trường mình có rủi ro điều chỉnh, nhưng mà nhóm bất động sản nó lại có cái dòng tiền nó tham gia vào và nó giữ giá bất động sản rất tốt. Và mình thấy là cái kết quả của một hai phiên gần đây là bất động sản bắt đầu nó chạy á, dường như cái con mà anh chị em mình thấy gần đây nổi nhất là cái con CI, đúng không? CI gần đây rất là sáng, đúng không? Nhìn từ những cái phiên này nè, bắt đầu mình thấy CI tăng rất là đẹp, và phiên hôm nay là có cái sự breakout và cái dòng tiền nó xác nhận tham gia khá là mạnh ha. Tuy nhiên đó là mình thấy về cái phiên là cái áp lực bán khi mà nó cái vùng, anh chị em thấy cái vùng cản ở quanh 18 cho tới 20, 10, gần 20 đó, 20 18 20 là cái vùng này, cái vùng anh chị em mình còn kẹt hàng ở ngắn hạn khá nhiều ha. Thì anh gia ở hiện nay là vô tình nó có cái lực bán ở về cuối phiên khiến cho cái đường giá nó đóng cửa ở đâu đó ngay EMA 200 ha và chưa vượt được. Thì tuy nhiên thì em vừa thấy là cái con CI này nó vẫn đang có một cái sự tích cực nhất định ha, và tuy là nó bất break out được cái vùng hộp này, thì giai đoạn tiếp theo thì em chừng nghĩ là cái vùng may này dày thì có thể là CI nó sẽ còn đâu đó vài phiên nó tích cực ha. Hiện tại mình cũng chưa có bộ kết luận là nó có quay xe không, tuy nhiên là mình thấy là đang tốt hơn, đúng không chị? Mình thấy từ 23 tháng 4 nè, 24 tháng 4 là đang ở vùng đáy, hiện tại đang tốt hơn mà, tích cực hơn mà, cho nên có thể những cái triển vọng cao hơn về tương lai thì em chừng nghĩ nó vẫn còn ổn mà. Có thể là ngắn hạn mình ngồi mình đón là nó còn điều chỉnh hay không điều chỉnh thì cũng nó cũng không cần thiết, mình thấy nó đang rất là tích cực rồi. Những cái cổ phiếu khác bất động sản ví dụ như là những cái con mà em Trường nói rất là nhiều ha, KDH thì đó hôm nay có một cái phiên xác nhận rất là mạnh và đóng nến đâu đó tăng 5% KDH tăng 5% anh chị. Rồi cổ phiếu khác gì 55 cũng tiếp tục là break khỏi cái vùng 44 ha, em Trường có đánh giá 55 giai đoạn trước đó và đóng nến 45 luôn, rất là tích cực, và có thể là cái xu hướng nó sẽ tiếp tiếp diễn và nó tăng lên cái vùng 47 48 ha, 55 rồi những cổ phiếu khác nha anh chị. CEO hôm nay thì nó vẫn xoay quanh 19 ha, chưa có sự bứt phá lắm, cái dòng tiền mình cảm thấy nó cũng còn tương đối yếu ở cổ phiếu CEO, có thể là nó sẽ tạo bất ngờ sau đó thôi. Rồi tiếp tục ví dụ như là DTD thì con này nó tương đối mạnh giai đoạn gần đây rồi và hiện tại nó vẫn đang thể hiện cái sự sức mạnh thôi. Ok, vẫn đang tiếp diễn đẹp. Ở đây nó có một cái mẫu hình lá cờ ha. Đầu mình nó sẽ có cái sự xác nhận xu hướng tiếp theo, thì nhìn chung cái dòng tiền nó vẫn còn đang tham gia vào mạnh thì vẫn có thể kỳ vọng nó có sự nó break out được anh chị. Rồi tiếp tục với các cổ phiếu khác nha anh chị, ví dụ như là Novaland hôm nay em Trường cũng khá bất ngờ với Novaland. Thì như hôm qua em có nói là Novaland ngày phiên hôm nay là gần như là nó xác nhận à, phiên hôm trước là gần như là xác nhận cho cái vùng đáy à. Và hiện tại thì đúng như 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 nhận định là ngày trong ngày hôm nay là Novaland là có cái sự là tiếp diễn đà tăng tiếp theo á, và hiện tại thì thấy là cái xu hướng nó vẫn còn đang hướng lên cái vùng cân bằng ở ngắn hạn quanh 16.2 đối với cổ phiếu Novaland. Rồi những cổ phiếu khác cũng vậy, DXG ha, DXG cũng đang giống giống tương tự cái mẫu hình giống Novaland, nhiều cái cổ phiếu bất động sản mẫu hình này rất giống nhau anh chị. Các cổ phiếu khác ví dụ như PDR ha, nhiều con đây thấy là đều khá là đẹp, cái mẫu hình nó khá là giống nhau, và tuy là nó đang gặp cái cản ngắn hạn này, thì giai đoạn này nếu mà thị trường mình mà muốn break được cái vùng đỉnh á thì nó cần cái sự đồng thuận rất là lớn của nhóm bất động sản là break cản ở quanh cái vùng này. Ví dụ PR cái vùng cản nó là 26 năm, khi mà anh chị em thấy là những cái cổ phiếu mà nó đang test đỉnh thì nó có cái rủi ro là người ta sợ, đúng không? Nói chung anh chị em thấy hai trạng thái, một trạng thái là từ đáy đang đi lên và một trạng thái là đang xoay quanh cái vùng đỉnh, thì những cái cổ phiếu quanh vùng đỉnh thì đa số anh chị em mình có hàng rất là nhiều, và mình em chưa nghĩ là cũng không có ai mà dòng tiền thông minh giai đoạn này họ sẽ FOMO nhiều ở cái vùng đó. Thế thành ra mình thấy một cái sự lưỡng lự nó không tăng nhiều. Lát nữa sẽ qua em Trường sẽ qua cái nhóm chứng khoán anh chị mình sẽ thấy đó, những cái cổ phiếu như bên nhóm chứng khoán như dự dụ như là FTS nè, VDS nè, hay là CTS BSI nó đều có một cái sự lưỡng lự ở quanh cái vùng đỉnh. Thì bây giờ thì dù mình muốn break đỉnh đó được đó, thì nó sẽ cần rất nhiều cái cổ phiếu break đỉnh. Phiên hôm nay mình thấy cũng có một số cổ phiếu đã break đỉnh ha. Tuy nhiên mình phải đánh giá được cái nội lực của giai đoạn này nó thuộc về nhóm nào. Nó dẫn dắt thì giai đoạn này em Trường đánh giá cao là nhóm bất động sản là cái động lực chính của thị trường mình. Nó phải cần một cái dòng mà nó có cái sự chắc chắn về đường dài nó chạy, thì những cổ phiếu khác thì nó mới có cái điểm tựa và nó những cái đội đội khác họ mới có thể đánh đánh xa hơn nữa chị. Nhiều cổ phiếu mình nghĩ là còn biên độ tăng, tuy nhiên là nó phải cần cái sự đồng thuận thị trường ở trong nhiều nhóm ngành và thậm chí là trong các nhóm ngành luôn.
Hôm nay mình nói là đồng thuận là các nhóm ngành nó đều tăng, nhưng mà phân hóa ở đây là trong một cái nhóm ngành thì em sẽ thấy là có hai cái thái cực, một trạng thái nó đang lưỡng lự ở vùng đỉnh, một trạng thái là nó đang những cái nhóm mà nó tích lũy đủ rồi thì nó chạy, dường như anh chị em nãy giờ em chưa nói đúng không, dường như Phát Đạt nè hay là DIG nè, nó đang mình thấy là đang nói chung là tích lũy đủ và đang 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 đang, đang đi lên đúng không chị. Rồi thì ví dụ như bên nhóm này mình thấy là những cái con như là Nam Từ Liêm ha, lưỡng lự đúng không chị, thấy hôm nay có sự lưỡng lự nè, tăng quá nhiều và lưỡng lự, đủ dường như TCH cũng có cái sự lưỡng lự ở quanh cái vùng đỉnh ha, dường như bên nhóm chứng khoán hồi nãy em chưa nói là FTS nè đúng không, vẫn có sự lưỡng lự quanh vùng đỉnh, hoặc là bên nhóm 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 ngân hàng mình thấy là những cổ phiếu như là Techcombank nè, lưỡng lự ha. Việc hôm nay thì Vietcombank nó mình lại thấy một cái điều đó là Vietcombank nó có cái sự kéo lên nhưng mà sau cuối phiên nó lại đạp xuống, thì gần như là thấy là hôm nay là có sự tác động từ tổ chức cũng khá là nhiều ha, thì cái vùng này nhìn chung là cũng là cái vùng cản của Vietcombank và em chưa nghĩ là nó cũng chưa vượt được đâu, cái vùng này nó cũng còn là vùng cản ha, thì cái áp lực từ công Vietcombank này nó cũng còn là khá lớn. Nghĩ cái câu hỏi đã đặt ra ngày mai hoặc là ngày mốt là thị trường mình còn tăng được nữa hay không, thì trong những kịch bản mà giai đoạn trước em dừng đánh giá đúng không chị, là trong cái giai đoạn tăng sóng một nè thì mình đánh giá nó rất là sớm, là từ những cái ngày mà nó đang ở quanh một 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 chín mươi một ngày hai nè, đánh giá nó sẽ tăng được lên 1280 và thậm chí là nó sẽ có cái đà nó rướn lên tới 1320 ha, nó lúc đó mình đánh giá rất là lâu rồi, cái đường nó vẽ rất là lâu anh chị, thì giai đoạn này nó ngay ngay những cái phiên mà gặp cản ở quanh 1285 thì em trường là nghĩ là giai đoạn này là mình cũng nên chốt lời, tại vì nó càng cản nguyên tắc mình tới cản là mình chốt lời ít nhất 1-2, đó là trong cái bản tin em trường đánh giá chốt lời 1-2 anh chị, thì mình khi mà mình chốt lời rồi mình sẽ không biết được là thị trường mình nó sẽ có những cái rủi ro điều chỉnh về đâu. Tuy nhiên thị trường mình giai đoạn này nó lại đang xoay quay ở quanh một cái vùng là 1260 cho tới 1280 và hiện tại nó đang đóng nến ở ngay dưới cái vùng cản và hiện tại cũng chưa có cái sự kéo rướn nó được ha anh chị, thì mình phải quan sát nhiều thêm ha. Thì em thấy là tâm lý thị trường giờ nó cũng khá là vững, đa số là những cái cổ phiếu mà tích lũy ở dưới thì anh chị em mình cũng đang nắm giữ rất nhiều và cũng rất là tự tin về một cái xuống tăng mạnh tiếp theo, còn những cái cổ phiếu mà tăng nhiều thì nó có sự lưỡng lự, thì giả sử như phiên ngày mai là có một cái phiên là nó test breakout ha, thì bây giờ là mình cũng khó mà nó trước được là nó có break được hay không, thì nếu mà trong quá khứ anh chị em nhìn trong quá khứ ha, trong quá khứ ok mất một cái biểu đồ khác nha, trong quá khứ gần nhất luôn là mình thấy được là VN-Index mình nó có một cái trạng thái tương tự nè, ví dụ như giai đoạn này nó cũng có một trạng thái là nó sideways quay ở quanh cái vùng 1.23x cho tới 1.277 á, và sau đó là nó có một cái trạng thái là nó bullish breakout đúng không vậy, nhưng mà mình thấy là cái kết quả sau đó là thị trường mình nó không có lực cầu nhiều, mình theo theo dõi từ từ từng nhóm ngành mình sẽ cảm nhận được cái điều đó ha, thì đây là những cái phiên mà em trường cho chốt lãi nè ở trong cái nhịp trước nè, những cái phiên mà ngày 8 tháng 4 hay là ngày 27 tháng 3 thậm chí là 1 tháng 4 là em chưa nói là cái ngày đó là cái ngày là mình ăn chay thôi chứ mình không nên mua bán gì hết anh chị, ăn chay thôi đấy, thì giai đoạn trước là nó có cái sự break out rồi, thì nhịp này nó vẫn có cái sự em trường đánh giá là nó vẫn có cái cơ hội break out, tuy nhiên để mà đánh giá chính xác là nó break out thật hay break out giả thì mình cũng khó đánh giá lắm chị, mình cần phải theo dõi thêm, ví dụ như chỗ này nó break out lên được ha, ở đó 1310 đến 1320 đó, thì cái chuyện sau đó nó điều chỉnh là bình thường nha anh chị, thì ở đây mình cũng 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 cần theo dõi thêm ha, thì kịch bản em trường đánh giá kịch bản thị trường mình giai đoạn này để mình đánh giá là nó break out hay điều chỉnh thì cũng không cần thiết, cái vấn đề là anh chị em cần xác định là cái cổ phiếu mình đang nắm giữ là anh đang ở kênh nào, kênh dưới hay là kênh trên đúng không vậy, những cổ phiếu ví dụ như kênh dưới kênh trên, nãy giờ em nói chuyện câu chuyện mà mình đã đánh biên trên kênh dưới thì mọi người cũng hiểu rồi đúng không, những cổ phiếu mà đang tăng khá là mạnh rồi nó là kênh trên, còn những cổ phiếu mà nó tích lũy ở cái vùng đáy mà đang đi lên thì nó là kênh dưới, rất là dễ hiểu đúng không, thì mình quan tâm cái điều đó thôi, và cái dòng tiền thông minh nó xu hướng nó vẫn đang 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 chuyển dịch từ cái kênh trên về kênh dưới ha, mình thấy là giai đoạn vừa rồi những cổ phiếu của nhóm nhóm bán lẻ thì em thấy vừa rồi những nhóm bán lẻ như FPT ha, đây tăng quá nhiều rồi bây giờ nó đang xoay quay trong một cái vùng hộp ha. Thì nó cũng có cái rủi ro nó bị xuống ha. Rồi FRT rất nhiều cổ phiếu bán lẻ ha, chỉ có một con lạ lùng nhất là con Maxxum là nó chạy sao luôn anh chị, nhiều như bán lẻ đây cũng đang như thế, có cái sự break out rồi, mình ở đây mình thấy có cái sự break out rồi, tuy nhiên là vừa đi ra cái vùng 170 FRT nhưng mà thấy ở đây cái cung nhiều thì cái câu chuyện nó điều chỉnh lại đây là bình thường ha anh chị,
rồi dù những cổ phiếu như là Fed ha, Fed những Fed hai ba phiên này nó cũng đang lưỡng lự và nó cũng có những cái nến vol khá cao bán vùng để bán vùng này, rồi những cổ phiếu khác như MWG bán lẻ. Đây là những cổ phiếu mà mình thấy là giai đoạn vừa rồi tăng rất là mạnh ha. Như MWG thì nó khá có sự nó mạnh hơn và nó đang đang xoay quay quanh cái vùng cản, chưa biết được còn bùng nổ hay không á. Nhìn chung thì nó đang phân kỳ rồi, phân kỳ và nó đang đi xuống, có một sự phân kỳ và cái dòng tiền là có cái dòng tiền chốt lãi ha. Tuy nhiên mà một giai đoạn này thì mình thấy thị trường mình cá nhân đang tăng rất là nhiều, khiến cái đường giá nó cũng có sự là tăng. Khi mà tổ chức họ đang chốt lời thì cá nhân lại lại căng, và có một cái tâm lý là khiến cho cái dòng tiền của tổ chức anh chị mình thấy là cá nhân căng những cái phiên này, mặc dù mình thấy lực bán ra đang rất mạnh nha, nhưng mà bắt đầu nó làm cái tâm lý là sợ mất hàng, tổ chức họ sợ mất hàng đúng không chị, khi mà họ đang muốn muốn đặt cho nó sâu nhưng cuối cùng lực mua quá mạnh thì một cái lực hàng nó bị hấp thu rất là mạnh, thì thành ra họ phải có những cái chiến lược mới, họ họ chặn giá lại họ và họ tham gia lại. Thành ra giai đoạn này thị trường bắt đầu nó có cái sự đồng thuận nhỏ ở giai đoạn này, và thành ra là còn một cái sự dướng lên ở quanh cái vùng này. Thì như trong đầu phiên em chị cũng như trong những bản tin gần đây hoặc là trong đầu phiên trong cái room khách hàng em chị cũng có nói là ngày hôm nay là thị trường mình là VN30 nó có một trạng thái khách sạn ở quanh ở 1293 94 gì đó anh chị, thời nó có một cái nhịp được nó một cái nhịp hồi. Tuy nhiên thì ở đóng đóng phiên thì mình thấy là nó cũng chưa vượt vượt được cái vùng cản, ví dụ như là VN-Index mình thấy cái vùng cản đâu đó quanh 1280 81 nè. VN30 thì cản ở đâu đó là quanh 1305. Thì hiện tại nhìn chung là nó chưa break được cản nha. Và cái trạng thái khách sạn mà mấy bữa em chừng đánh giá với anh chị là trạng thái khách sạn ở chặt 2 ngày là nó cũng chưa có phá đâu. Nó chưa có phá đâu thì nó vẫn còn đang hướng lên đây. Cái đường khách sạn nó còn đang hướng lên thì cái rủi ro điều chỉnh nhìn chung nó vẫn còn ha. Thì bây giờ mình cũng thực sự là mình cũng không nên có quan tâm nhiều về chỉ số VN-Index nữa. Quan tâm là mình đang nắm giữ cái cổ phiếu mình thuộc về là nhóm nào, và quan trọng nhất cái điều gì quan trọng nhất mà giai đoạn này em chưa nói với chị em là phân bổ, cái câu chuyện phân bổ vốn để mình thu mua và tỷ trọng dòng danh mục ha, trọng danh mục giai đoạn này là mình đánh tầm 50-70% để mình có hàng nắm giữ hàng mà mình không sợ bị lỡ trend. Và mình giả sử như bây giờ có những cái cố tăng lên thì mình có thể mình chốt lãi nó cũng ok, hoặc là ví dụ như nó có điều chỉnh thì mình tiếp tục mình mua trung bình giá nó đều ok hết, giai đoạn này nó là như thế anh chị. Cho nên quan quan tâm là cái trạng thái danh mục của mình nó đang như thế nào, đó là cái điều rất là quan trọng ở giai đoạn này đó. Thì những cổ phiếu mà em Trường chia sẻ giai đoạn gần đây là phiên hôm nay tăng khá là tốt quá, nhìn rất là tốt, ví dụ những cổ phiếu bất động sản như là CI là Phát Đạt, DIG rồi nhìn quá khá là ok, hoặc 55 đều ok đúng không chị. Rồi CEO thì cũng chưa bùng nổ nhưng mà nói chung là nó cũng đang rất là ổn ha, không có vấn đề hết, nắm giữ thôi. Còn về nhóm chứng khoán nè, chứng khoán thì nó như có câu chuyện nói là nó đang phân hóa cân bằng, thì những cái cổ phiếu tăng mạnh ví dụ như mình thấy là tăng mạnh ví dụ như VDS ha. VDS nè đấy anh chị em thấy nó đang xoay quay quanh cái vùng cản và bắt đầu có trạng thái khách sạn thì đuổi ra điều chỉnh nó còn ha. Ở STS nè cũng vậy, đang xoay quay quanh cái vùng cản mà chưa chưa break out được. Rồi VCA mình đi qua một dòng mình xem được thằng nào là nó thuộc nhóm trên thằng nào thuộc nhóm dưới anh chị. Ví dụ như VCI thì con này thì nó thuộc nhóm trên, cái vùng này cái vùng may là cái vùng cản chưa chưa vượt được. Rồi tiếp tục với những cổ phiếu khác như là CTS. CTS này nó đang thuộc nhóm là biên trên và chưa bị out được nha anh chị. Rồi tiếp tục với những cổ phiếu như là HCM ha. HCM cũng thuộc nhóm trên nha. Đó, như bữa em trường quỹ nè, cái con HCM này, nó sẽ có một cái nhịp ví dụ như là ba ba phiên tăng xong hai phiên giảm là cứ như thế. Thì mình thấy là nó đang một giai đoạn hấp thụ ha, như em trường nói. Nó cứ chặn trên nó bán xong nó giảm đâu đó vài phần trăm, ví dụ như đây nó giảm từ 3 đến 5% là có cái lực nó chặn lại nó mua lại đó. Thì thị trường ở giai đoạn này đa số là nhiều nó có cái kiểu đánh như thế, hấp thụ từ từ chặn trên chặn dưới và hấp thụ từ từ ha. SSI thì hôm nay là thuộc dạng cái cổ phiếu ở chặn dưới đúng không chị, thì em chừng có hai kịch bản cho SSI thì ở đây nó cũng em chừng đánh giá con này ở chặn dưới nè và đang tăng 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 lại. Rồi những cổ phiếu khác như SHS ha. SHS thì mình thấy là nó đang hôm nay khá tích cực đúng không chị, phản ứng lại cái vùng hỗ trợ khá tích cực và bóp biên, thì bây giờ mình chờ một cái sự bùng nổ của nó burst out khỏi vùng 19 này thì con này sẽ có cái sự tăng rất là tích cực ha, vẫn còn mua được, thậm chí là mua mua mua, mua gia tăng được vấn đề gì hết. SHS này đây cổ phiếu anh chị em chú ý ha. Rồi ví dụ như tiếp tục ví dụ như cổ phiếu khác như VIX ha. VIX
biết là chặn dưới là cái con này, cái mẫu hình nó giống với nhóm bất động sản, anh chị em để ý cái kiểu đánh nó rất giống bất động sản ha. Rồi tiếp tục những cổ phiếu khác, VND VND để câu chuyện Trung Nam. Trung Nam thì phiên hôm nay mình thấy nó có cái sự tăng nhẹ, nhưng tuy nhiên là dòng tiền người ta cũng không quan tâm đâu đúng chị, không quan tâm nhiều. Chắc là chỉ có đồ lái và một ít nhỏ lẻ họ tham gia. Còn nếu mà dòng tiền thông minh thực sự thì đa số họ lựa những cổ phiếu khác đúng không chị? VND rồi tiếp tục ha. ORS, MBS, ORS thì vẫn có phiên vô này nó tăng mạnh là chị em thấy không? Có hai ba ba bốn phiên là bắt đầu nó xoay quay đi ngay. MBS thì con này kênh trên, chắc chắn con này kênh trên rồi, em nhớ đó. Đây đúng không? Con này mấy bữa em chiều nó có cái sự phân kỳ đúng không? Thì mình thấy là cái nến, một cái nến, hai cái nến này đều có cái sự chặn trên, rút chân trên, lực bán rất là mạnh ở vùng này. Cái nến này là cái nến ngày 29 tháng 5 là cái nến là không có cầu. Rồi cái nến ngày 30 tháng 5 thì có sự kéo, nhưng mà mình thấy là ở cái nến hai ngày, ngày 31 tháng 5 và ngày 3 tháng 6 là gần như là nó đang có cái lực chặn trên và đi xuống á, thì con này vẫn còn chạy nó khách sạn và cái rủi ro nó chỉnh lại về quanh 31 vẫn còn. Ok, thì mình thấy như thế. Chỉ có vài cổ phiếu thôi. Nhìn chung có vài cổ phiếu đang chặn dưới mà tăng tăng thôi. Dù như là nhóm chứng khoán là có cái con VIX với con SHS ha. Rồi, nhóm bất động sản thì nói rồi hả? Nhóm thép thì hôm nay là tích cực nha. Thép ví dụ như là như Hoa Sen nè. Hoa Sen tích cực đúng không chị? Tạo một cái mẫu hình nó đang bắt đầu có sự nó vượt cản đó này. Nó vượt cản đi lên như thế này. Nhìn rất ok ha. Hoa Sen. Thì những cái phiên này em chưa có nói đúng không? Hoa Sen hay Nam Kim rồi được bắt đầu là có cái sự cân bằng ở chỗ này. Tăng trở lại. Hoa Sen, Nam Kim. Nam Kim cũng như thế thôi. Từ từ thế. Thì đây là những cổ phiếu mà nó còn cái đà tăng. Thì giai đoạn này thị trường mình đây đây có đây những cổ phiếu mà nó căng lại thị trường. Những cổ phiếu giảm dường như mấy con mà tăng nhiều nó giảm thì con mấy con này nó căng lại thành ra một trạng thái rất là vi diệu, xoay quay. Nam Kim, Hòa Phát, Hòa Phát hôm nay xoay quay tăng rồi. Nhóm thép thì tích cực ha, đầu khí ha, đầu khí ví dụ như BSR, BSR thì tăng quá nhiều thuộc dạng kênh trên mà đang có trạng thái khách sạn do chỉnh xuống nha. BSR, PVS, PBS thì nó đang lưỡng lự ha, đang lưỡng lự 5 5 năm. Rồi PVD, PVD tích cực đúng không chị? Bữa em nói con này về PVD rất là tích cực nè. PVD con này nó cũng giống giống nếu anh chị để ý, con này nó giống với cái form của nó giống với con KDH. Form tích cực nha. Đấy, KDH nó cũng cũng sideways quay 4 5 phiên. Rồi sau đó nó chạy nè, thì cái con PVD này cũng vậy, tích cực nè. PVC thì sideways up ha. BBC thì đang có những cái sự rút chân lên cạn cung, hiện trường nghỉ cũng sắp tăng đấy. Thì bên em nhóm dầu khí anh chị mình thấy vài cổ phiếu tốt như thế. Ví dụ như hôm nay có những cái con như oi, oi tăng tiếp tục tăng nha. Con này có thể nó dướng lên xíu nữa mới chỉnh được. Oi, BLC thì thanh khoản thấp quá. BLC ngó thử, BLC để con tăng tốt nhất của nhóm dầu khí thì này là con hàng bên nhóm nhựa đường nay tăng 3,7%. Ok, thì con này nó giống cái form của bên nhóm bất động sản chị. Rồi mình đi qua nhóm cái nhóm khác anh chị. Thì hôm nay mình thấy là cái nhóm có nhóm tăng khá là cũng khá là đáng chú ý là nhóm phân bón ha, những cổ phiếu như DPM, DPM hôm nay phá phá cản ha, phá phá cản và đi lên ha. Ok, nói chung là con này đang tăng mạnh, hôm nay có sự phá cản. Đây trong giai đoạn cao trào tăng mà. Rất là bất ngờ. DPM. Còn hướng lên được 42 ha, DPM, DCM. DCM nhìn cũng con này thì lại lưỡng lự ha. Thấy một cái nhóm này nó cũng có sự lưỡng lự quá anh chị. Con này thì ngay cản rồi. Cản ở đâu đó 40, 40 DCM. DGC thôi. DGC thì giai đoạn này nó cứ giai đoạn sideways. Chân nhưng mà RSI là đang chúi xuống. Rất là mâu thuẫn. Cản thì ngay chỗ đầu. Thì con này em chịu cũng không kỳ kỳ vọng nó phá đỉnh lắm.
tăng khá là mạnh. Theo dõi thêm, không có nên tham gia anh chị, DGC không nên tham gia. Ok, mình nhìn lại qua nhóm thị sản ha. Sản ví dụ những con như là AMV, AMV qua gặp lại cái vùng cản cũ thành ra phiên hôm nay. Cái lực bán cũng tương đối là mạnh ha. Rồi, cổ phiếu này không phải điểm mua nha anh chị. AMV, Vĩnh Hòn, VHC cũng ngay vùng cản. Rồi, FMC, FMC. Thực ra thì giai đoạn này nếu mà để mà nói thì những cái cổ phiếu mà em Trường đánh giá mà ok em Trường cũng share hết. Đa số đều share cho anh chị em hết. Có vấn đề gì hết đúng không? Nói chung là em Trường nghĩ là share thôi. Share thì để anh chị em mình làm quen với nhau rất là nhiều. Cũng anh chị em mình bỏ thời gian cho mình xem livestream, xem bản tin thì mình cũng có thể mình có cái cơ hội nào đó cho mình ha, có cái tư vấn gì đó để nó hiệu quả kiếm được tiền thì coi nó mới đáng để coi đúng không chị? FMC. Còn nếu mà anh chị em mình muốn đồng hành với em Trường lâu dài thì liên hệ với em Trường. Em Trường luôn sẵn sàng để tư vấn nhân dân một cho anh chị em mình và đồng hành ở một công ty chứng khoán nào đó. Ví dụ như là SSI chẳng hạn anh chị. Hiện tại em Trường đang đồng hành với anh em ATP thì mình sẽ hỗ trợ anh chị em mình ở bên SSI. FMC. Rồi, Minh Phú, Thanh Thọ Thất Bát. Rồi, mình qua cái nhóm khác nha anh chị, cao su. Cao su giai đoạn này tăng khá là tích cực ha. Nhưng mà em nghĩ giai đoạn này cao su bắt đầu có lực đè rồi, ví dụ Đồng Phú thôi. DPR. Đúng là đang có lực đè qua đang kênh trên đúng không? Kênh trên vùng cản quanh 40 44 này. Đồng Phú có lực cản nha, không nên mua giai đoạn này. GBR đúng không? GBR cũng đang tích cản, xoay quanh quanh cản, không phải đi mua nha anh chị, chắc chắn là không nên mua những phiên này rồi. Cao su Đồng Phú, vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng thì mình để cái con dạo này nhóm vật liệu xây dựng nó ít được cái sự quan tâm của anh chị. Có cổ phiếu Gates thì nó tăng hơi nhiều, hàng của anh Tuấn Mượt thì nó cũng biến động, có những cái biến động nó cũng khá bất ngờ ha. Tuy nhiên nhìn chung thì nó cũng đang đánh biên, giai đoạn đánh biên từ 19 năm cho tới 25 ha. Còn là tăng tới 25 nữa rồi mình quan sát đánh giá lại nha chị. Get KSB. KSB thì cái mẫu hình con này giống bên nhóm bất động sản thì nó cũng giống anh chị em, để thấy nó cũng đang có một cái cú tăng ha. Sau một cái nhịp tăng thì bắt đầu nó đi ngang, sau một nhịp tăng và đi ngang đấy, và bắt đầu nó bứt ăn lên, chờ con này ai còn hàng thì nắm giữ thôi, chờ cái sự break out lên thì nó sẽ chạy mạnh, giống rất giống nhịp trước ha. KSB, CTI thì đang có trạng thái khách sạn và nó đang ở cái vùng này cũng cung khá là nhiều ha. Sau vùng này thì con này không tham gia được nha anh chị. Được như những cổ phiếu khác ví dụ như HHV ha. HHV thì nó cái mẫu hình là giống với bên nhóm bất động sản, nó cũng đang đâu đó tạo một cái xu hướng tăng, một cái trend tăng trở lại. Thì giờ cái xu hướng của nó sẽ hướng lại cái vùng tay hướng lại cái vùng này là 14.2 cho tới 14.3 thì anh chị em mình cứ nắm giữ thôi ha. Tuy chạy hơi chậm nhưng mà đang quay lại, khả năng cao là lên được nha anh chị. Nó có trạng thái khách sạn giá lên ở trên chặt tuần. HHV ưu tiên nắm giữ, mua mới đều ok nha. HHV. Rồi mình qua một nhóm khác nha, giống bất động sản công nghiệp, mình ngó xíu con KBC. KBC thì mình thấy cái form của nó giống bên nhóm bất động sản, mà phiên này có sự tăng, bạn đang sideways up và đang tăng quay lại cái vùng ở trên thì ai còn hàng thì tiếp tục nắm giữ ha. Mua mới thì cũng trong phiên hôm nay thì cũng ok. Nói chung là qua ngày mai thì đó là những cái phiên này, những cái phiên ngày hôm nay là qua ngày mai và ngày mốt là những cái phiên mà nó test đỉnh, thì cái vùng này để mà anh chị em mình nói mà mua một phát mà all in 100% cổ phiếu thì nó cũng khó lắm chị. Thật ra thì mua dụ như em Trường mua lâu đó là cái phiên ngày thứ năm thứ sáu, hai phiên này em Trường quyết định cho mua, nhưng mà dụ như phiên ngày mai thì chắc chắn là không khuyến nghị anh chị em mình mua nhiều, chỉ mua đối với những cái cổ phiếu mà hàng có sẵn và đang có cái sự tăng tốt ha, thì mình mới canh mình mua đâu, hoặc là mình canh những nhịp điều chỉnh để mình mua gia tăng. Còn để mua mới rất là khó ha, cũng có đó nhưng mà rất là hiếm ha. Cái đó thì em nghĩ Trường nghĩ cần cái sự trao đổi nhiều hơn, anh chị em inbox cho em Trường trao đổi nhiều hơn thì em Trường mới tư vấn mọi người được, chứ
giai đoạn này cũng khó lắm. Tại vì nếu mà đối với những cái người mà anh chị em mình chưa quen biết, thật sự quen biết á, mà mình đi phím những cái con hàng mà mới như thế ở những cái vùng rủi ro như thế này á, thì khi mà vô tình nó tạo ra một cái sự điều chỉnh thì anh chị em mình rất là khó xử lý ha. Thì nó cần cái sự tương tác nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn mỗi ngày thì em chịu mới tư vấn cho anh chị em mình được ha. Ok, nhìn tiếp một vài con ha. SJC, SJC, SJC thì đang xoay quanh 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 cảng. Con này thì về trung hạn thì còn đã tăng, nhưng mà ngắn hạn đây nó còn sự rung lắc, tốt nhất con này nên quan sát và không tham gia. SJC. Rồi qua nhóm khác nha. Nhóm điện thì hôm nay cổ phiếu Fall tăng khá tốt á. Fall thì em chưa đánh giá từ những cái nhịp mà Fall nó mới tăng rồi đúng không chị? Đánh giá từ cái vùng mà nó đang gãy lại, em chưa đánh giá đâu. Đánh giá là nó cái vùng tạo đáy, và hiện tại nó đang tăng khá là tốt á. Nói chung là anh chị em nào hiểu được cái câu chuyện của con này thì đánh cũng hay, nhưng mà nói chung là cũng không có muốn mua nhiều con này. Thì cổ phiếu Fall này vẫn còn là tăng. Tuy nhiên thì để mà maximum biên tăng hiện tại cũng nó cũng không không còn nhiều ha. Anh chị em nào còn hàng nắm giữ thôi. Có thể mình lên cái vùng mà 13 tới cái vùng mà đâu đó 13.8 cho tới 14.5 thì mình chốt, mình chia ra từng phần mình chốt thôi. Vẫn còn giữ được. Ai còn cổ phiếu Phong thì vẫn còn giữ được. Con này thì giai đoạn này tạo lập sử dụng để đánh đánh cũng khá là mạnh. Khi mà nhóm V30 cũng hết cổ phiếu rồi. Đa số mình thấy hết cổ phiếu, nhiều cổ phiếu, nhiều như giai đoạn trước ấy, mình đã thấy là nó có sự phân hóa ở V30 là nhóm ngân hàng và một cái nhóm thay thế là những con như là MWG nè, GVR, Masan là anh chị. Rồi giai đoạn gần đây thì mình thấy là những cổ phiếu mới nổi lên như là PLX, GA hay là Vietjet, hoặc là con nào nữa ta, gần đây thì nó chỉ có mấy con đó thôi, Sabico ha. Đấy, thì giai đoạn gần đây mình thấy có những con này. Và hiện tại mình thấy là một cái cổ phiếu của nhóm V30 là STB là gần như là nó tạo đáy ở trung hạn. STB ha. Thì mình thấy là bữa nay tạo lập họ là sử dụng cái con STB này để đánh thị trường. Rồi. Thì em chưa đánh giá STB gần như là cái vùng vùng này là nó hỗ trợ trung hạn rồi. Hiện tại STB rất là tích cực ha. Anh chị em nào có hàng nắm giữ thôi. Em chưa nghĩ là nó sẽ có những cái giai đoạn nó bùng nổ mạnh hơn. Thì mình canh những nhịp điều chỉnh đẹp thì mình tham gia thêm ok. Ví dụ như phiên hôm nay đầu phiên em chịu cũng nói là ai mà muốn mua cổ phiếu ngân hàng này mua ngay con STB hôm nay và xác định mình nắm giữ trung hạn thì nó chắc là ok ha, gần như là tạo đáy trung hạn thì nó sẽ hiệu quả ha. Rồi thì mình không biết là ngày mai thị trường mình nó diễn biến như thế nào anh chị. Nhìn chung thì những cổ phiếu tích lũy đủ thì nó vẫn còn đang tăng, còn những cái cổ phiếu mà đã tăng giai đoạn vừa rồi quá nhiều thì anh chị em mình cũng đang sẵn sàng mình chờ thị trường nó có biến thì anh chị em mình rút đúng không? Đa số tâm lý như vậy thôi. Cho nên mình cũng tùy cơ mình ứng biến đó chị. Thì hiện tại nó vẫn đang trong cái nhịp sóng một ha. Đang trong nhịp sóng một. Và cái độ dướng của nó vẫn còn tăng được được nữa. Và gần như là nó chưa có bước vào cái con sóng điều chỉnh hai thì tới đâu thì mình đánh giá tới đó ha. Mọi người có thể liên hệ với em Trường để tham gia vào cái Zoom mà em Trường hỗ trợ miễn phí nha. Ở trên màn hình đó em Trường sẽ hỗ trợ miễn phí cho chị em mình, chỉ cần cho em chị em cho em Trường biết là anh chị em mình là ngành nhà đầu tư là ok ha, là em Trường sẽ hỗ trợ thôi. Ok thì nói chung là bản tin của em Trường tới đây là kết thúc ha. Hy vọng là ngày mai thị trường mình nó sẽ tiếp tục là tích cực và có những cái sự bùng nổ break out và tiếp tục hướng lên vùng 1310 để cho anh chị em mình có những cái lợi nhuận tốt hơn ha. Ok, xin chào mọi người và hẹn chị em mình trong những cái bản tin tiếp theo.